Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong bản tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Ngày bao công qua đời vì sao chuyển chiều cũng bốc hơi ngay trong đêm. Trước lúc lâm chung, bao công đã nói một câu khiến chuyển chiều biến mất không dấu vết ngay trong đêm. Bao Trừng hay được biết đến với cái tên Bao Công, Bao Thanh Thiên là một vị thanh quan nổi tiếng, phán án như thần. Xung quanh Bao Công có rất nhiều cao thủ trung thành và Triển Chiêu là một trong những người nổi tiếng nhất. Bao Công quen biết Triển Chiêu trên đường nhậm chức Tri Châu Đoan Châu, nay thuộc thành phố Triều Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, từng cứu mạng và nhiều lần trợ sức Bao Công phá án. Sau này, khi được triệu về kinh nhậm chức Phủ Doãn Phủ Khai Phong, Bao Công đã tiến cử Triển Chiêu với Hoàng thượng. Trước mặt thiên tử, Triển Chiêu bộc lộ võ nghệ thượng thừa, bay qua bay lại các mái nhà cao hàng thước một cách dễ dàng. Hoàng thượng cảm thấy vô cùng thích thú, liền phong Triển Chiêu làm ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ, ban hiệu ngự miêu, lệnh cho anh hỗ trợ Bao Công ở phủ Khai Phong. Với sự giúp sức của Triển Chiêu, Bao Công có thể yên tâm chấp pháp, không ngại cường quyền, nhưng cũng chính vì vậy mà đắc tội với không ít quan viên trong triều. Bao Công qua đời năm 64 tuổi, trước lúc lâm chung, ông vô cùng lo lắng cho người hộ vệ hết mực trung thành của mình. Bởi ông biết, vì giúp ông mà Triển Chiêu cũng trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người. Dù Triển hộ vệ võ nghệ cao cường nhưng khó tránh khỏi bị kẻ gian dùng quỷ kế để hãm hại. Do đó, Bao Công đã nói với Triển Chiêu hãy thoái lui khỏi quan trường, mai danh ẩn tánh để đảm bảo an toàn cho bản thân. Triển Chiêu cũng làm theo di nguyện cuối cùng của Bao Công mà biến mất ngay trong đêm, không chút dấu vết. Mặt khác, để đi theo Bao Công, Triển Chiêu đã phải đánh đổi rất nhiều, do đó ông muốn giải thoát mọi sự ràng buộc cho Triển Chiêu để anh có thể hoàn thành những hoài bão còn dang dở của chính mình.